Bây giờ cái vùng này thì thầy làm tiếp trên cái trang ô tô hôm bữa. Trên trang này đây, bữa mình tới đây rồi ha. Thì mấy cái này các bạn chịu khó, cái nó hơi lặp lại cái phần style xíu. Bữa sau thì mình sẽ làm tới cái CSS thì mình sẽ tách cái này ra nha. Thì tạm thời các bạn cứ để trùng. Rồi bây giờ ở đây hôm bữa là mình đã làm một cái vùng, là cái vùng này là cho nguyên cái hiển thị ô tô của mình đây nè. Bây giờ mình làm vùng nữa cho cái phần liên hệ. Như vậy là ở đây mình tạo một cái div ở đây. Như này ha. Div. Như vậy là cái này thầy cho nó một cái class, khỏi chơi class mình viết thẳng trong đây luôn. Thì cái background của chỗ vùng này là mình cho màu đen các bạn. Background color màu đen. Black. Yeah. Rồi ở trong đây nó gồm có cái gì? Cái thứ nhất là cái chữ liên hệ và một liên hệ, và cái này thầy dùng cũng thể HR luôn. Được chưa? Thì ở đây cái chữ liên hệ này thầy dùng là H1. Là liên hệ. Rồi, các bạn dùng HR. Thì cái HR này giống như hôm bữa các bạn cho là mình cho là cái width khoảng 5% thôi. Rồi mình cho cái size của nó là khoảng 2 gì thôi, 3 gì thôi. Nha, rồi cái color thì các bạn cho nó một cái màu xám gì đó. Rồi, nguyên cái mớ này thì các bạn cho nó vô giữa, cái này thì tự động nó vô giữa rồi ha. Còn cái H1 nè, các bạn cho style. Vô giữa hôm bữa là gì? Tag align. Mình biết trong trong style mà. Center. Rồi, như vậy là mình được khúc này. Rồi, cái chữ nó chưa thôi. Bây giờ mình đổi toàn bộ cái chữ vùng này thành màu trắng hết. Như vậy là các bạn dùng chấm phẩy tiếp style trên đây nè. Nhớ là đang viết trong style nha, chứ không phải là viết một thuộc tính riêng. Rồi, cái color 2 chấm white. Rồi, như vậy là các bạn sẽ chạy lên như thế này. Rồi, chữ trắng ha. Cái này có đường gạch. Rồi, cái B là gì? À, đây là ví dụ như nếu bạn có câu hỏi gì đó liên hệ chúng tôi. Như vậy là ở đây các bạn dùng một cái thẻ B. Thẻ B như thế này. Bao wrap ha. Nếu bạn có câu hỏi gì thì vui lòng liên hệ chúng tôi. Vân vân. Thì bây giờ cái này thầy cho tag align là center luôn. Style. Tag align. Rồi. Thì lúc này các bạn sẽ được cái một cái đoạn văn bản như thế này ở giữa. Được chưa? Vui có gì đó liên hệ chúng tôi ha. Rồi cái H1 ở đây thì chữ hơi bự xíu, thì các bạn đổi chữ bằng phông gì các bạn? À, phông size ở trong đây chấm phẩy tiếp. Phông size thầy cho là 50 pixel đi. Trong đây nhớ ghi đơn vị. Rồi cái chữ nó bự bự vậy nha. Rồi, sau đó thầy làm tới cái phần này. Như vậy là như thầy phân tích với các bạn đó, thì nguyên cái vùng này thầy cho 25%, nguyên vùng này 25%, nguyên vùng này là 50%. Đúng không? Như vậy là các bạn sẽ viết như thế này, ba cái thẻ div. À, các bạn bọc nguyên cái đó thành một cái cụm div cha, có một cái div cha nha, nhớ gom lại chứ đừng có viết rời rạc. Cái div số 1 nè. Div này thầy cho là width là 25%, style các bạn cho width 25%. Rồi, div số 2. Cái này là style luôn. Width cái này là 25% luôn. 2.25%. Rồi cái div số 3. Div số 3 thì cái này nè. Style mình cho là width 50%. Rồi, cái này mình tập, mình canh cái lưới luôn. Cái này mình kêu là lưới đó các bạn, mình chia làm 3 cột nha. Thì các bạn sẽ được như thế này. À, chưa thấy gì hết, cho mình chưa có nội dung. Bây giờ thầy sẽ tạo ra cái như sau. Bây giờ trong cái div số 1 á, cái div số 1 là nó có cái này. Thì cái này thầy cho là tầm H3 đi ha. Mannequin này cũng là H3. Như vậy là văn phòng kinh doanh nè. Ở đây mình sẽ cho một cái H3 trong đây. Rồi, à, văn phòng, địa chỉ văn phòng kinh doanh đi. Địa chỉ văn phòng kinh doanh. Rồi, rồi bây giờ nói tới cái chỗ này. Bây giờ cái này thầy cho là một cái thẻ UL. À, mỗi cái LI thầy chỉ bỏ cái bullet đi thôi. Bữa thầy chỉ các bạn cái cách bỏ bullet rồi. Đúng không? Thì cái này rõ ràng là danh sách thôi các bạn. Cái địa chỉ, điện thoại, rồi email thôi. Như vậy là thầy dùng cái UL nè. Chỗ này UL. À, một, nhớ là trong UL là chỉ có LI thôi chứ không có cái khác nha. Rồi ví dụ như là
210 mấy, 15 gì đó Lê Đại Hành. Đây là quận 12 gì đó vân vân. Rồi, sau đó ở đây tới cái số điện thoại, cái phone. Ví dụ như 098 456 gì đó, vân vân. Rồi tới cái địa chỉ email. Email thì lúc này các bạn nhớ là mình dùng cái siêu liên kết của email. Như vậy là mình bật cái thẻ A ra. Được chưa? Như thế này. Ví dụ như cái email là contact@gmail.com đi. Thì ở đây cái href của nó đặc biệt như thế này ha, href thì các bạn bắt đầu bằng chữ gì? Mail. Mail to. Đây, href bắt đầu bằng chữ mail to nè, hai chấm quăng cái địa chỉ email mà các bạn muốn gửi tới vô đó. Thì lúc đó nó sẽ mở cái app gửi mail ở trên máy của mình lên. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình được cái giao diện như thế này. Đây mình có được khúc dưới rồi ha. Các bạn bỏ cái bullet đi. Bỏ bỏ cái dấu bullet này đi nè. Thì bữa thầy chỉ bỏ dụng gì? Trên cái UL này. Bữa thầy chỉ bỏ vô ta. Chưa hả? Rồi bây giờ mình có thuộc tính nữa. Các bạn cũng trong style luôn. Nha, dùng style. Rồi các bạn có list cái gì liên quan tới danh sách thì bắt đầu bằng chữ list ở trong style nha. List style. Thay. Tức là mình bỏ đi cái loại, các bạn cho giá trị là nên. Đó, như vậy là nó sẽ bỏ đi cái bullet cho mình nha. Như vậy là mình học thêm cái này. Cái này các bạn cứ làm lần lần như vậy sẽ dễ nhớ hơn, để sau này mình liệt kê ra các bạn sẽ khó nhớ. Mình cứ lần lần từ từ, cái nào mình đụng thì thầy nói cái đó. Thì tới phần CSS thầy tổng hợp lại một loạt cho các bạn luôn. Lúc đó các bạn dễ áp dụng hơn. Như vậy là chỗ này nè, là thầy đi bỏ cái nút cái list style time này, là thầy bỏ cái bullet là cái chấm chấm đằng trước á. Thì nó sẽ ra cái này. Đó, cái này nè, nó bỏ vô này, được chưa? Rồi, các bạn có thấy một cái khoảng trắng ở đây không? Thấy cái khoảng trắng ở đây không? Cái khoảng trắng này là giá trị gì? Bắc Đinh. Do đó là thầy muốn nằm sát ở ngoài luôn, giống như trong bài thì thầy làm gì? Thầy bỏ Bắc Đinh đi thôi. Như vậy là chỗ này nè. Thầy để cái gì các bạn? Cái Bắc Đinh là không. Nha. Thì mục tiêu của Bắc Đinh là không đó, là để thầy đẩy cái chữ nó ra sát như này. Được chưa? Rồi bây giờ còn cái link nè, cái siêu liên kết á. Cái siêu liên kết thì các bạn thấy ở trên cái bài của mình nè, nó là màu gì các bạn? Cũng là màu xám, đúng không? Mà mặc định của nó là như thầy nói lúc nãy. Mặc định là thầy nói như lúc nãy đó, là cái màu nó hiển thị lên là màu gì các bạn? Màu xanh. Như vậy là mình sẽ đổi màu của siêu liên kết chút. Các bạn thấy là ở đây thầy đổi màu trắng ở trên đây rồi nè. Tại sao siêu liên kết không bị ảnh hưởng các bạn? À, cái màu trắng ở đây nhớ là nó chỉ ảnh hưởng tới cái văn bản bình thường thôi. Được chưa? Rồi các bạn muốn đổi siêu liên kết thì phải viết cái color cho cái thẻ A đó riêng. Như vậy là thầy trong cái thẻ A này nè, thầy viết cái style riêng cho nó. Như vậy là thầy cho color là lựa cái màu xám nào đó, lấy đại cái màu ray đi ha. Như thế này. Dạ, yeah. Nhớ là A là mình phải thiết lập màu riêng mới được cho nó nha, chứ không nó áp dụng cái color trong mấy cái ngoài được. Rồi, như vậy là các bạn sẽ được một cái màu xám xám như này. Đây. Được chưa? Mình được cái cục này. Đó, như vậy là nói chung là chỗ này là dùng cái thẻ UL. Này là H1 là được hiển thị rồi. Bây giờ mình nói tới cái chỗ icon ở đây. Nha. Thì icon ở đây là đáng lý trước đây đó là các bạn dùng cái hình. Nhưng mà bây giờ sau này icon người ta không làm mấy chuyện đó nữa, người ta có một cái bộ icon để chuyên về thiết kế web. Bây giờ mình lên mình lấy cái bộ icon cái trang này đây các bạn. Nè, Phong Awesome. Đây này ha. Rồi. Thì ở trong đây nó cung cấp rất nhiều cái bộ icon cho mình ở đây. Và cái việc sử dụng cũng cực kỳ đơn giản luôn. Đây nó rất nhiều icon. Thì các bạn cần icon gì các bạn gõ vô đây các bạn tìm thì nó sẽ ra những cái icon các bạn đưa vô thôi. Thì bây giờ thầy lấy một cái CDN có sẵn. CDN ở đây là một cái giống như một cái CSS nó up sẵn ở server nào đó, mình lấy về mình dùng thôi, khỏi mất công tải về. Thì các bạn lên các bạn gõ cái trên Google á. Gõ cái Phong Awesome. Như thế này, lấy cái CDN. Được chưa? Phong Awesome CDN. Rồi enter. Thì bản chất của nó là các bạn thấy nó cũng là một tập tin CSS thôi, mà tuần tới mình cũng sẽ có. Thì các bạn copy cho thầy cái đường dẫn này. À, copy cái đường dẫn này. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn gắn vô như thế này. Thì bữa tới các bạn mới học tới cái CSS mình tách riêng. Thì bây giờ các bạn cứ tạm gắn như thầy thôi. Trong cái header các bạn có thể link. Rồi, thẻ link để mà mình link tới một cái CSS.
Thì ở đây hôm bữa thầy dùng thẻ link thầy đổi icon cho các bạn một lần rồi nhớ không? Thì nó cũng có thuộc tính href. Quăng cái link nó vô. Rồi, trong đó nhớ là cái rel này phải khác nè. Hôm bữa cái rel của mình là socket icon để mình thay đổi cái icon trên trang web á. Thì bây giờ cái này nó là styles. Đó, thì nó hiểu đây là một cái tập tin CSS nha. Bữa tới thì mình sẽ tách tập tin này ra. Thì bây giờ mình đưa vô mình dùng thôi nha. Bây giờ cái cách để các bạn gắn icon như sau. Phải có cái này nha, phải có cái này xong rồi đã. Rồi các bạn dùng cái thẻ như này. Bây giờ trước cái font nè các bạn. Các bạn lên đây các bạn search cái font nha. À, search vô cái chỗ trang của nó nè, cái font. Thì ở đây nó có nhiều cái font, thì các bạn bấm vô thử một cái. Đây, thì ở đây nó sẽ cung cấp cho mình, đây là cái thẻ cái xuất hiện cái font nè các bạn. Đây là cái thẻ HTML nó có nè, FA và FA gạch font. Thì đây là cái class mà nó đã define sẵn trong CSS rồi. Các bạn chỉ cần gắn vô giống như vậy là được. Thì ở đây, các bạn vô đây các bạn chỉnh nè. Ngay cái chỗ này nè ha, vị trí này nè. Đây, vị trí mình để font nè. Các bạn cho cái thẻ y. Đó, thẻ y như vậy. Và đặt cái thuộc tính class đúng với cái class của nó thuộc. Là FA. Là FA font. Đó, như vậy thôi. Cái class này nó viết CSS sẵn rồi. Thì bữa tới các bạn sẽ thấy mình cũng có thể viết ra một cái giống hệt như vậy. Nha. Yeah. Bây giờ các bạn chạy lên coi mình thấy được cái icon này không nha. Đây, các bạn thấy cái font này. Thấy chưa? Tương tự như vậy các bạn đi tìm cái email á, các bạn tìm cái envelope hoặc là cái bục cái phong bì á, thì các bạn để vô như thế này. Cũng là cái thẻ y trước cái email. Thì các bạn lên các bạn tìm cái tên nè. Ví dụ như mình tìm một cái email ở đây ha. Đây nó có cái envelope nè. Thì thầy nhớ là nó có FA gạch envelope luôn. Thì các bạn cứ vô đây ha. Class bằng FA. Tùy vào cái bộ nó sẽ bắt đầu FA hay FAS nha. Nhưng mà cái này cái bộ FA là đủ mình xài. FA.envelope. Rồi mình chạy lại. Đây của mình đây ha. Rồi như nó không có cái này. Cái envelope là envelope. Ủa thầy viết đúng chưa đây? À thiếu chữ E. Envelope. À đây có cái lớp này. Envelope. Các bạn lên các bạn coi cục này. Thì cái cục này giống hệt luôn các bạn. Business rồi giờ giấc ngày gì đó ha. Thì bây giờ các bạn copy cái này xuống nguyên cục giống hệt luôn. Copy xuống. Cái này là giờ làm việc, các bạn sửa lại cái này. Giờ làm việc nè. Rồi ở đây thì mình có cái gì? Cái thứ nhất là ngày thường thứ bảy chủ nhật ha. Như vậy là mình cứ define ra. Đây là ngày thường. Rồi các bạn điền gì đó vô. Rồi cái này là thứ bảy. Rồi điền gì đó vô. Rồi chủ nhật. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái này xuống đây. Để đây ha. Rồi, để vô đây. Rồi như vậy là xong được cái cục này. Bây giờ mình sẽ làm tới cái cục ở bên đây. Cái cục mà này nè. Như vậy là cái này á. Cái này nó có nhiều cách. Bây giờ các bạn có thể dùng cái table các bạn làm ở đây cũng được. Nha. Bây giờ mình thử dùng cái cục table cho chỗ này thôi. Cái table chỗ này nó có gì các bạn? Mà 3 dòng và 2 cột. Đúng không? 3 dòng 2 cột. Như vậy là mình dùng cái table như thế này. Trong đây nha, ngay vùng 50%. Ở đó thật ra các bạn dùng div luôn được, khỏi cần dùng table, nhưng mà dùng luôn để mình luyện tập cái này. Width của thằng này là 100%. Nhớ đây là thầy đang dùng cái width bình thường nha các bạn, chứ không phải dòng style. Rồi mình có là 3 dòng 2 cột thì các bạn tạo ra 3 cái tr. 2 cột là các bạn có 2 cái td. Rồi, copy ra đi rồi mình sẽ coban tính sao. Rồi bây giờ các bạn sẽ tính này. Đây là có 2 cái tag box là do name và do email. Như vậy là đây mình có cái này mình bỏ vô đây. Input.
input type. Cái này là tag ha, placeholder bằng your name sao. Rồi còn cái này là gì các bạn? Copy cái này, đây là your email. Rồi thì các bạn sẽ có được cái chỗ này. Hai cái này là nó quýt trầm trập, nó sẽ phủ lên cái vùng này, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thì mỗi cái cột này các bạn cho cái width của thằng này là 50% đi. Mỗi cái column đó các bạn. 50%. Rồi, còn cái dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai là dòng này, thầy cho Coban là 2. Đúng không? Này chọn hai cột lại mà. Như vậy là chỗ này các bạn cho cái Coban bằng 2. Rồi bỏ cái thằng dưới đi. Mình đã trộn rồi. Rồi ở chỗ này mình dùng cái gì các bạn? Tag area. Nha, tag area như thế này. Yeah. Như vậy là cái này thầy sẽ cho là cái width của nó đó, style. Width là 100% luôn, nó chiếm một cái nguyên cái đó, cái vùng đó. Còn cái column các bạn cho cái chiều cao thì bây giờ mình trùng cái column của nó khoảng là 5, cho 5 cột, 5 around chứ, 5 dòng. Nó hiển thị 5 dòng. Rồi. Nó có một cái placeholder là gì các bạn? Là your message ha, để vô đây. Placeholder. Rồi, thì các bạn chạy lên nha. Rồi, bây giờ tạm thời để vậy. Chỗ này cái width của mấy cái này mình cho 100% luôn đi. Để cho nó nằm cân đối. Như vậy là cái này các bạn cũng cho style. Dùng style nha. Width 100%. Style. Width 100%. Rồi, tức là 100% trong cái vùng cha của nó. Rồi, thì mình được như thế này. Nha. Rồi lát mình chỉnh sao. Thì ở đây các bạn có thể tăng cái giá trị gì để cho nó có những cái khoảng trống này các bạn, theo cái border hôm bữa mình học á, để cho nó có những cái khoảng trống này nè. Tăng giá trị gì? Không, đó là giá trị của cell. Đây là biên mà, giá trị biên trong biên ngoài mà. Cell gì các bạn? Cell spacing của cái bảng á nha. Cái này ví dụ mình cho 10 pixel. Các bạn dùng padding cũng được, nhưng mà lúc này nó sẽ ép cái box của mình bên trong nó nhỏ lại, nó không đẹp lắm. Thì ở đây mình dùng cell spacing cho nó giãn ra như thế này. Đấy chưa? Rồi bây giờ để chỉnh cho nó cân đối thì lát mình tính sao. Bây giờ mình cho bốn cái cột này, ba cái cột này nó nằm ngang nhau đi. Thì hôm bữa mình làm cái gì? Cho cái cục này nó sao? Nó nổi lên plot nha, để cho thằng này nó tràn lên. Như vậy là ba cái dip này mình cho plot hết. Như vậy là chỗ này nè, đây dip phần trăm thầy phân ra nè. Chấm phẩy cái cho plot left. Rồi, chấm phẩy ở đây cho plot left. Mà khi plot left thì chắc chắn nó có một chuyện nữa nó xảy ra. Ha. Thì các bạn sẽ lên như thế này. Đó. Tức là cái màu nền nó bị sao các bạn? Nó nổi lên rồi, nó không còn chiếm cái vùng màu đen nữa. Thì cái kỹ thuật hôm bữa là các bạn làm gì? Trong cái vùng cha mà nó có plot á, mấy thằng con nó plot có thằng cha nữa nè. Thì các bạn cho cái thuộc tính gì các bạn? Overflow ha, style. Thì bữa tới thầy giải thích chi tiết các cái giá trị của overflow. Tạm thời các bạn để nó hidden. Kỹ thuật này người ta gọi là clear fix. Ha, clear fix để nó tràn lại, nó đúng cái vùng của mấy thằng con của nó ở dưới. Như vậy là các bạn có được cái vùng màu đen trở lại như thế này. Được chưa? Rồi. Tương tự thì các bạn thấy chỗ này nè. Nó nằm sát cái viền. Thì bây giờ thầy muốn nó xích xích vô giống như trong bài thì đó là padding, đúng rồi. Đây mới là padding. Thì bây giờ mình cho padding chút thôi. Ngay cái chỗ con cha này nè, mình cho là padding 10 pixel. 10 pixel thôi. Đó thì nó sẽ xích xích vô như thế này. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mới thấy cái này chỉnh chỉnh cái này nó hơi nhỏ nè, nhìn nó không có đẹp lắm. Ở trong đây nhìn nó có vẻ nó đẹp hơn. Thì các bạn chỉnh. Các bạn thấy nè, giữa cái chữ dưới đây các bạn có thấy một khoảng không? Rõ ràng nó cũng chỉnh cái gì? Cái padding luôn. Như vậy là mình làm tương tự như vậy. À, mình làm tương tự cái chỗ mà có cái padding ở đây. Như vậy là ở đây thầy sẽ lấy cái này ra nè. Mình sẽ làm cái trước rồi. À, cái này mình cho một cái hay đi. Hay mình cho theo 34 pixel. Rồi, hay là hay của cái box đó nha. Thì các bạn sẽ thấy như thế này, cái hay của nó dài lên xíu.
Hay của thằng này là input nè ha, 34bs. Sau này nó không thay đổi gì ta. Rồi, lên rồi đây ha. 34bs cao cao một chút như thế này. Thấy chưa? Rồi, các bạn muốn cho nó nhích nhích vô một chút thì cái này mình cho một cái backlink khoảng 3 pixel thôi. Như vậy là cái backlink của thằng này 3bs. Rồi, thầy copy cái này cho cái thằng dưới. Copy cho thằng này. Đó, thì mình sẽ được nó cân đối chút như thế này nha. Rồi, thì cái width các bạn có thể chừa một cái khoảng trắng nào đó đây cũng được. Rồi, còn cái này tương tự, cái phần test area thầy cũng cho backlink khoảng 3 pixel. Rồi. À, mình còn thiếu cái nút send nữa. Cái nút send như vậy là chỗ này nè, thầy Coban bằng mấy các bạn? 2. Ha, thì mình sẽ edit cái nút send xíu cho nó đẹp như thế này. À, các bạn cũng dùng input nha, cái kiểu là cái type là gì các bạn? Submit, đúng không? Nếu là submit rồi thì lúc này nhớ bọc nguyên cái này trong cái form nha các bạn. Nếu mà viết cho nó đúng, mặc dù ở đây mình chỉ thiết kế thôi nhưng mình nên tập viết như vậy luôn, bọc trong cái form. Rồi cái value của nó là send. Rồi, bây giờ cái này mình sẽ viết CSS cho chỗ này chút. Để cho cái nút này nó màu cam cam giống như vậy. Đây nó có màu cam chữ trắng nè. Như vậy là các bạn style như thế này. À, thầy sẽ cho nó vô giữa. Vô giữa thì chỗ này các bạn có thể dùng thuộc tính align của cái TD. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình viết CSS cho thằng này. Rồi, thứ nhất là cái nền là cam là cái gì? Background color, mình cho cái nền cam. Như vậy là orange. Rồi, mình cho chữ trắng là color white. Rồi, thì các bạn sẽ được như này. Đó, rồi mình làm gì nữa? Chưa. Tăng cái backlink lên chút nha. Thường người ta làm như vậy để nhìn cho nó cân đối. Như vậy là mình tăng cái backlink lên nè. Mình cho khoảng là 10ps. Cái đó mình canh sao cho nó phù hợp thôi. Sau này các bạn làm trong cái thiết kế thì nó có. Rồi bây giờ nhìn đây ha. Các bạn sẽ thấy ở đây nó cái nút này nó có vẻ nó hơi phẳng, đúng không? Các viền nó phẳng. Còn ở đây nó chưa có bo đâu nha. Còn ở đây của mình nè, nhìn cái của mình nè. Nó có vẻ như nó tạo một cái điểm nhấn 3D ở cái vùng trắng á, tức là nó nổi lên một chút. Thì các bạn muốn cho nó phẳng giống như cái kia là các bạn bật cái viền của nó lên. Thì bây giờ bật cái viền lên, cái cú pháp của nó như thế này. Ghi trong đây. Nè, các bạn có một cái thuộc tính để bật cái viền của nó lên thì các bạn cho một cái border tên là border. Nha, nó có ba giá trị. Cái này bữa tới thầy cũng nói chi tiết luôn nhưng mà bây giờ mình dùng trước nè. 1bx là cái bề dày của cái viền. Nha. Rồi cái giá trị thứ hai là kiểu của cái viền. Cái viền nó là đường liền nét, đường chấm chấm hoặc là đường gạch. Thì bây giờ mình dùng cái đường liền nét là cái giá trị của nó là solid. Nha, rồi cho cái màu của cái viền. Bây giờ cái màu viền là màu trắng. Đó, thì lúc này cái viền khi nó bật lên á thì các bạn sẽ thấy nó hơi phẳng xíu. À, ở đây để coi màu gì. À, cam. Như vậy là các bạn cho cái màu nó tiệp vô luôn ha. Như vậy là mình cho orange. Rồi, cho nó tiệp vào luôn. Rồi, đây ha. Mình thấy là nó sẽ phẳng giống như thế này. Giống như cái trong bài của mình. Thấy chưa? Tức là các bạn để lên nhìn nó sẽ phẳng hơn. Nha. Rồi bây giờ trong đây còn